Xin chào các bạn đến với chương trình Lamborghini TV. Chỉ còn một ngày nữa, một vài ngày nữa thôi là chúng ta đang bước sang năm mới. Năm mới chắc chắn tất cả các bạn và tôi nữa, chúng ta muốn năm mới lại có nhiều thành công hơn, đúng không các bạn? Và đầu tiên, để đạt được thành công, Lamborghini TV xin chia sẻ với các bạn một series những cái tool, những cái kỹ thuật để giúp cho các bạn có một năm mới đạt nhiều thành công hơn nữa. Đầu tiên, đó là chúng ta phải tìm ra sức mạnh của mình. Cái vùng sức mạnh của mình. Vậy sức mạnh của bạn là gì? Sức mạnh là một cái vùng mà khi mà bạn hoạt động thì bạn sẽ cảm thấy mình rất là hạnh phúc, thời gian trôi qua rất là nhanh và bạn cảm thấy bạn làm nó rất là tốt. Còn cái vùng mà không phải là sức mạnh của mình, vùng yếu của mình, tức là khi mình làm nó, mình cảm thấy rất là mệt mỏi, cảm thấy bị kiệt sức. Ông tác giả là ông Buckingham đã viết một quyển sách rất là hay và ông ta đưa ra cho chúng ta một cái nguyên tắc gọi là sign, là một cái dấu hiệu S-I-G-N, S-I ngắn, chữ G, chữ N, có nghĩa là những cái dấu hiệu sau đây mà giúp cho các bạn tìm ra được cái sức mạnh, cái vùng điểm mạnh của mình. Thì thứ nhất tôi muốn nói đó là chữ S. S là viết tắt của success, là thành công. Tức là vùng điểm mạnh là cái vùng mà khi mà bạn làm điều đó, bạn luôn luôn có khuynh hướng là bạn dễ thành công hơn, hiệu quả hơn là khi bạn làm những điều khác. Và cái thứ nhì là chữ I, là chữ Y ngắn, có nghĩa là instinct, là những cái rất là tự nhiên của mình, những cái điều mà nó giống như là bản năng của mình vậy. Tức là bạn mong chờ, bạn muốn làm cái điều đó. Bạn trước khi cái điều đó xảy ra, bạn rất mong chờ, bạn muốn làm cái điều đó. Và cái chữ G là chữ G, có nghĩa là growth, là sự phát triển. Tức là trong khi bạn làm một cái hoạt động đó, bạn cảm thấy mình đang rất là tăng trưởng, mình đang rất là học hỏi rất là nhiều. Và thời gian trôi qua thật là nhanh, mà bạn không để ý đến thời gian nữa, vì bạn quá tập trung, bạn quá gọi là enjoy, bạn cảm thấy rất là thích thú cái quá trình, cái hoạt động này. Và cái cuối cùng là cái N, tức là N, nó viết tắt của chữ needs, là cái nhu cầu. Có nghĩa là sau khi bạn làm xong thì bạn cảm thấy đây là một cái nhu cầu bản thân mình, bạn cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là hài lòng, và bạn sẽ mong muốn cái hành động này sẽ có tiếp tục nữa để mà bạn làm tiếp. Tiếp tôi nói lại, S-I-G-N, sign, là dấu hiệu. Ví dụ như tôi nói lại, đối với tôi thì công việc viết sách, công việc giảng dạy và thực hiện chương trình TV này cho các bạn, đó là rất là may mắn. Tôi đang hoạt động trong cái vùng điểm mạnh của mình, bởi vì tôi cảm thấy rằng khi tôi làm nó, cái khả năng thành công của tôi nó cao hơn, tôi làm hiệu quả hơn. Đó là chữ S. Có những việc tôi làm, chẳng hạn như là tính toán số má, phân tích dữ liệu, thì khi tôi làm những điều đó, tôi bị làm thì tôi làm cũng được, nhưng mà tôi cảm thấy rằng là tôi bị lỗi nhiều hơn, tôi bị sai sót nhiều hơn là một người bình thường khác làm. Cho nên đó không phải là cái vùng thành công của tôi, cái success. Và tiếp tục là cái chữ I, chữ Y ngắn, là instinct, là cái bản năng của mình. Thì đối với tôi, khi tôi làm công việc giảng dạy, tôi thực hiện chương trình TV, tôi rất mong chờ tới cái ngày mà tôi được làm những cái chương trình này đối với các bạn. Mặc dù rất là cực nhưng mà tôi vẫn thích làm điều đó, tôi mong chờ tới ngày đó. Thì đó là cái vùng điểm mạnh của tôi. Và cái chữ G là chữ growth. Khi tôi viết sách, khi tôi giảng dạy, khi tôi làm chương trình này, tôi cảm thấy là tôi được học hỏi rất là nhiều, tôi được lớn mạnh lên. Và đối với tôi, thời gian nó trôi qua vùng vực và tôi cũng không biết, bởi vì tôi đam mê cái điều đó, tôi rất là thưởng thức cái quá trình làm những cái hoạt động đó. Còn có những việc mà tôi làm tính toán số má, phân tích những cái giấy tờ, những cái paperwork, thì đối với tôi là một cái điều vô cùng đau khổ. Và khi tôi tìm không muốn tránh né nó, tôi muốn không bao giờ muốn làm cái điều đó, chỉ làm khi mà bị phải làm thôi. Đặc biệt chẳng hạn những ngày mà phải khai thuế, mình không phải là người tự làm, sẽ có kế toán làm cho mình, nhưng mà mình phải có những cái dữ liệu, những cái giấy tờ, tôi cũng rất là chán nản và tôi rất là sợ làm cái điều đó, vì đó không phải là cái vùng mạnh của tôi. Và cuối cùng là cái need, là cái nhu cầu của con người. Thì đối với tôi, khi tôi làm công việc giảng dạy, viết sách, sản xuất chương trình TV này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy giống như những cái mục đích cuộc đời mình nó đã được
đáp ứng. Và tôi cảm thấy rằng là mong chờ tới cái ngày tiếp tôi sẽ làm được thêm những cái điều gì. Và các bạn biết rằng cái needs này, nó nhu cầu nó lớn đến nỗi ví dụ như tôi là người hay bị đi, khi mà đi xe hơi, đi máy bay rất là hay bị say sóng từ hồi nhỏ. Nhưng mà làm cái công việc của tôi lại phải đi du lịch, phải bay rất là nhiều. Nhưng mà cái niềm đam mê, cái needs nó lớn đến nỗi mà tôi vượt qua được những cái nỗi sợ là phải đi di chuyển bằng máy bay, là bởi vì tôi hoạt động trong cái vùng sức mạnh của mình. Và cái sức mạnh mình nó lớn đến nỗi nó lấn át những cái sợ hãi, những cái bệnh, những cái điều mà là khác của mình, nó không còn là quan trọng nữa. Thì đó là cái chữ SIGN, Success, Instincts, Growth and Needs. Có nghĩa là bạn làm cái đó, bạn có hay, cái khả năng thành công của bạn cao hay không, cái bản năng của bạn, bạn mong chờ làm điều đó. Khi bạn làm điều đó, thời gian trôi qua rất là nhanh, bạn cảm thấy bạn tăng trưởng và bạn học hỏi. Và cuối cùng là needs, là bạn cảm thấy rất là hạnh phúc, cảm thấy cái mục đích cuộc đời của mình nó được đáp ứng. Thì đó là những cái điều chứng minh rằng bạn đang hoạt động trong vùng sức mạnh của mình. Vậy thì để làm rõ hơn nữa, tôi muốn share với các bạn những cái dấu hiệu bạn cảm thấy như thế nào, bạn nói gì khi mà bạn hoạt động trong vùng mạnh, đúng không? Trong cái vùng sức mạnh của mình sẽ cảm thấy lâng lâng, hạnh phúc, mong chờ. Bạn sẽ cảm thấy rất thời gian trôi qua rất là nhanh. Bạn sẽ cảm thấy tập trung, bạn sẽ thấy được nâng cao. Bạn sẽ cảm thấy mình đang đốt cháy lửa trong người của mình. Và bạn sẽ nói, tôi tiếp tục mong chờ. Còn làm điều gì nữa đây? Tiếp tục là gì? Đó là những biểu hiện bạn đang hoạt động trong vùng mạnh của mình. Còn những biểu hiện bạn đang hoạt động trong vùng yếu của mình, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản, cảm thấy bị ép buộc, cảm thấy thời gian trôi sao mà chậm thế, bạn muốn cho nó xong cho rồi, và bạn cảm thấy cạn kiệt sức lực. Và những cái điều đó là chứng minh rằng bạn đang không hoạt động trong cái vùng mạnh của mình, mà đang trong cái vùng yếu của mình. Như vậy, tôi muốn các bạn ngồi đây ghi xuống 3 điều mà bạn cảm thấy 3 cái điều đó là vùng mạnh của mình. Và trong video tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn. Vậy thì mình tìm ra được cái vùng mạnh, cái sức mạnh của mình rồi, mình sẽ tiếp tục tự giáo dục, tự rèn luyện như thế nào để biến nó trở thành những cái công cụ, những cái sức mạnh làm cho bạn thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn một năm mới thật nhiều thành công và thật nhiều hạnh phúc. Các bạn đừng quên chia sẻ, comment cũng như là đăng nhập vào video này để chúng ta được càng nhiều thành công hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn. Believe, begin, become. Hãy tin, hãy bắt đầu và bạn sẽ trở thành.